Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 10 trong chuỗi 30 ngày học trống cùng với Trung. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tập dồn cho cái điệu pop trong bài 9 chúng ta học với nhau. Đó, thì cái điệu trong bài 9 chúng ta ôn lại một chút. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn xem lại bài 9. Và nếu bạn nào mà chưa theo dõi series này của mình thì các bạn nên theo dõi từ đầu để các bạn hiểu. Bởi vì nếu bạn không theo dõi từ đầu các bạn không thể hiểu được. Rồi, bài trong bài 9 thì mình đã tập các bạn cái điệu pop là điệu 1 và 2 và... Đấy. 1 và 2 và 3 và 4 và... Và mình chưa tập dồn cho cái điệu đấy và hôm nay mình sẽ tập dồn cho điệu đấy. Thì trong những bài video trước đó thì mình đã tập dồn trùng 4 đúng không nhỉ? Trùng 4 các bạn biết rằng trùng 4 là gì? Mình sẽ đánh 4 nốt kép trong một phách, một nốt đen, trong một nhịp, trong một chân. Thì trùng 4 mình đã tập với nhau là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy là trùng 4 mình để dồn trong những bài trước đó rồi. Và điệu trùng 4 nó dồn rất là nhiều trong các điệu nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ biến tấu cái kiểu dồn đi một chút. Đó là thay vì mình đánh cả 4 phách ở trên một cái vị trí tum, đó là 1 2 1 2 3 4, thì bây giờ mình sẽ chia đôi nó ra. Mình đánh 2 phách, 2 nốt kép ở snare và 2 nốt kép ở trên tum. Nghĩa là ở snare mình 2 cái thôi, trên tum mình 2 cái. 1 2 3 4. Chân của mình vẫn là đánh vào, dẫm kích vào đầu phách. Đó. 1 2 3 4. Đấy là một phách. Đấy chứ nhỉ? Thì bây giờ mình áp dụng vào điệu dồn và cái tiết tấu mình học tuần trước là 1 và 2. Ô 2. 3. 4 này. 4 và 2 và 3 và 1 2 3 4. Đấy, mình sẽ dồn một trùm 4 vào phách thứ tư. Đấy, và mình chia đôi cái tum snare ra. Bây giờ mình dồn hai phách thì sao? Mình dồn hai phách thì mình sẽ đánh hai lần thôi. Được chưa nhỉ? Nếu hai phách thì mình sẽ bắt đầu dồn từ phách 3. Được nhỉ? 3 có ô thứ tư nhé. Mình đánh 4 ô. 1 và 2. Đấy là được 1 ô và 2. Ô 3 này, 3 và 4 và 2 và 3. Đó. Cái ô phách thứ 3 mới là dồn. 4 ô thứ 4 này, 4 và 2 và 3. 4. Đấy, mình dồn 2 nhịp, được chưa nhỉ? Đó, 3 nhịp thì các bạn có thể dồn này. Dồn thêm sang cái tung sàn này nữa. 1 và 2. Ô 2. Ô 3. 3 và 4 và 1 và 2 3 4. Tương tự 4 vách thì mình sẽ dồn tung sàn, mình sẽ dồn snare 2 lần. Và phách 4 mình đánh hết trùm 4 là snare. Đấy, đấy là 4 phách, mình thử nhé. 1 và 2. Ô 2 này, 2. Ô 3 này, 3 và 2 và 3 và 4 và 4, 2, 3, 4. Đấy, đấy là tất cả cái điệu dồn của cái điệu tuần trước mình đã học. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.